Trời em đói bụng quá trời luôn á. Hôm nay đi từ em sáng tới giờ em muốn ăn cái gì mà cơm hay gì đó đi, chứ giờ đói bụng quá trời rồi. Kia à, quán đó đó hả? Cái này là ăn một chút thôi, lại cơm. Cái này cá. Còn thì mình cá của em nhân dùng đũa, em bẻ một đoạn nhỏ cho nó vào ăn cùng thế này. Chứ vậy cái này là cá là gì? Vậy là ấy là mình bẻ miếng vậy đúng không? Bẻ là một cái bẻ một cái thôi, để cái thanh cá như này cầm đũa mình nhấn vào này, nó thành nó sẽ đẹp.
không tại mới là cậu xong rồi cấp một cái này nữa đúng không? Dễ gì em no chưa? Trời no không chết luôn. Nãy nãy đó mà đi cũng xỉu rồi. Mà cái quán này rẻ quá ha. Ừ. Có 580 nghìn rồi. Dạ. Ok, cũng gần nhé. ありがとうございました。